Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhân một ngày thời tiết mát mẻ, chương trình audio xin được phép mở hộp và giới thiệu tới quý vị và các bạn một hệ thống âm thanh hỗn thảo pro và đẳng cấp bậc nhất tính tới thời điểm hiện tại đến từ thương hiệu Boss. Xin được nhấn mạnh rằng đây là hệ thống âm thanh hỗn thảo đẳng cấp pro hàng đầu thế giới chứ không chỉ riêng tại Việt Nam. Vậy hệ thống này có những điểm gì đáng lưu ý mà được cho là đẳng cấp và pro đến như vậy? 1. Bộ điều khiển trung tâm truy nhập không dây DCNM Watt. Hệ thống hỗn thảo không dây Decentic là hệ thống âm thanh kỹ thuật số hình thức thẩm mỹ cao, dễ dàng trong việc triển khai, với chất lượng âm thanh trung thực, rõ nét, đáp ứng đồng thời các tính năng hỗn thảo đa dạng. Sản phẩm được tích hợp IP trên nền OMNEO, vì vậy cho chất lượng âm thanh cao, độ trễ thấp do được áp dụng công nghệ Dante. Hệ thống được mã hóa an toàn AES cho audio và SSL cho dữ liệu, đảm bảo chống lại những truy cập và hành động xâm phạm không mong muốn. Bộ điều khiển trung tâm truy nhập không dây có các đặc điểm nổi bật: sử dụng độc lập, không cần kết nối điều khiển trung tâm, dựa trên kết nối Wi-Fi chuẩn IEEE 802.11n, băng tần sử dụng 2.4GHz và 5GHz band. 2. Hộp đại biểu không dây màn hình chạm 4.3 inch, được tích hợp màn hình cảm ứng điện dung 4.3 inch và đầu đọc NFC, tích hợp để nhận diện nhanh người tham gia. Thiết bị cho phép người tham gia phát biểu, đăng ký yêu cầu phát biểu và lắng nghe phát biểu trong suốt cuộc họp. Thiết bị có thể cấu hình dễ dàng thành sử dụng đơn, sử dụng kép hoặc chủ tọa qua giao diện trình duyệt web của bộ điều khiển trung tâm truy nhập không dây. 3. Micro định hướng cao DCNM, HDMI-C. Micro có thiết kế tiện dụng, khả năng định hướng cao với thiết kế hiện đại, mang đến cho người dùng khả năng phát biểu mà không bị gián đoạn. Micro có hai vỏ bảo vệ, được định vị chính xác mang lại khả năng phản hồi định hướng cao, tạo khoảng cách trò chuyện lớn hơn bình thường, ngay cả trong điều kiện có nhiều tiếng ồn. Micro có ít tiếng ồn và độ nhạy thấp với nhiễu từ điện thoại di động nên có thể an tâm sử dụng trong môi trường đông người và có sóng điện thoại tác động. 4. Pin cho hộp đại biểu không dây Decentic DCNM Wireless là nguồn cấp điện cho thiết bị hỗn thảo không dây Decentic. Bộ pin là loại lithium-ion dung lượng cao, có khả năng cung cấp tới 20 giờ DCNM WD và 20 giờ với DCNM WDE khi sạc đầy. Khi hết pin chỉ mất khoảng 3 giờ để sạc đầy bằng bộ sạc. Pin lithium với thời gian sử dụng lâu và hạn chế khả năng chai pin đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài. Do vậy có thể sạc pin với thời gian linh hoạt. Bộ pin thông minh được tích hợp bộ vi xử lý để điều khiển dòng điện khi sạc pin và tránh hiện tượng quá tải. 5. Bộ sạc cho pin DCNM WCH05. Bộ sạc này có thể sạc cùng lúc cho 5 bộ pin. Trạng thái sạc của từng bộ pin được hiển thị trên đèn LED chỉ báo dung lượng sạc riêng rẽ. Có thể để pin trong bộ sạc khi đã sạc đầy. Điều này sẽ không làm chai pin và ảnh hưởng tới tuổi thọ của pin. Pin có thể sạc đầy trong 3 giờ, bộ sạc gắn tường nhằm đảm bảo thuận tiện cho người sử dụng. Để có thể nhận thêm thông tin và báo giá của sản phẩm, kính mời quý vị và các bạn liên hệ chương trình audio để có thể nhận thêm thông tin chi tiết. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.